Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có chủ đề ung thư buồng trứng và những điều cần quan tâm. Việt Nam 70% phát hiện mắc ung thư buồng trứng ở giai đoạn muộn. Thử máu thường xuyên giúp phát hiện sớm ung thư buồng trứng và cải bó xôi siêu thực phẩm chống ung thư buồng trứng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Việt Nam 70% phát hiện mắc ung thư buồng trứng ở giai đoạn muộn. Thông tin trên được giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trấn Hùng, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam cho biết, so với ung thư vú thì số ca mắc mới ung thư cổ tử cung và ung thư buồng trứng chỉ chiếm khoảng 10% trong số các bệnh ung thư thường gặp ở phụ nữ. Chiếm tỷ lệ không lớn nhưng ung thư buồng trứng là căn bệnh nguy hiểm, khó tầm soát do dễ nhầm lẫn với các bệnh về đường tiêu hóa. Ước tính mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 1.200 phụ nữ mắc căn bệnh trên, tỷ lệ sống sau 5 năm chỉ khoảng 45%. Ung thư buồng trứng có thể gặp ở mọi lứa tuổi, đến nay chưa có một giải pháp cụ thể để tầm soát cho cả cộng đồng. Triệu chứng của căn bệnh trên thường dễ nhầm lẫn với các bệnh về đường tiêu hóa. Chính vì thế, có tới 3/4 phụ nữ khi được phát hiện bị ung thư buồng trứng thì đã ở giai đoạn muộn, khiến việc điều trị trở nên khó khăn, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tiên lượng sống của người bệnh. Con số đáng sợ về ung thư buồng trứng. Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, tất cả phụ nữ đều có khả năng mắc ung thư buồng trứng. Hàng năm, ung thư buồng trứng cướp đi sự sống của 140.000 bệnh nhân. Không giống như các loại ung thư khác, nguy cơ mắc bệnh tại các nước giàu nghèo là tương đương nhau. Để ngăn ngừa sự tàn phá của bệnh, bạn nên nắm được các yếu tố có khả năng gây bệnh như tiền sử gia đình, dấu hiệu nhằm phát hiện bệnh sớm, đưa ra tác động phù hợp. Ung thư buồng trứng thường được chẩn đoán ở độ tuổi trung bình là 63, tuy nhiên khoảng 25% trường hợp phát hiện bệnh khi 35 tới 54 tuổi. Điều đặc biệt, chị em da trắng có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất, khoảng 13,3 trên 100.000 người. Đầy bụng, no hoặc đầy hơi kéo dài, khó chịu hoặc đau vùng chậu, khó tiêu, buồn nôn hoặc đầy khí trong bụng. Những thay đổi khi đại và tiểu tiện như táo bón hoặc thường xuyên đi tiểu, chán ăn hoặc nhanh thấy no, tăng chu vi bụng, luôn thiếu năng lượng. Nếu bị ung thư buồng trứng, các triệu chứng này có xu hướng kéo dài và xấu đi theo thời gian. Các dấu hiệu trên cũng có thể liên quan đến nhiều bệnh phụ khoa khác. Do vậy, chị em nên đi khám để được bác sĩ chẩn đoán và điều trị sớm. Ai có nguy cơ mắc ung thư buồng trứng? Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, tất cả phụ nữ đều có nguy cơ mắc ung thư buồng trứng. Tuy nhiên, một số đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cao hơn cả là phụ nữ sau mãn kinh. Tỷ lệ ung thư buồng trứng là cao nhất ở phụ nữ sau mãn kinh hoặc trong độ tuổi trên 50. Những phụ nữ không sinh con hoặc vô sinh. Những phụ nữ không sinh con có số lần rụng trứng nhiều hơn so với phụ nữ có sinh con. Do đó, phụ nữ không sinh con có nguy cơ cao mắc ung thư buồng trứng. Những phụ nữ sử dụng liệu pháp thay thế hormone. Các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng việc sử dụng kết hợp estrogen và progestin trên 5 năm làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư buồng trứng. Phụ nữ có tiền sử gia đình mắc bệnh, nguy cơ mắc ung thư buồng trứng sẽ tăng cao nếu trong gia đình có người thân mắc bệnh ung thư buồng trứng, ung thư vú. Thử máu thường xuyên giúp phát hiện sớm ung thư buồng trứng. Xét nghiệm máu thường xuyên có thể phát hiện tới 86% trường hợp ung thư buồng trứng trước khi có thể chẩn đoán theo cách thông thường. Đây là phát hiện của một nhóm nhà nghiên cứu thuộc Đại học London sau khi theo dõi tình trạng sức khỏe của hơn 46.000 phụ nữ trong vòng 14 năm. Họ nhận thấy khối u buồng trứng sản sinh ra một chất có tên là CA125 và có thể theo dõi lượng CA125 trong máu thông qua việc tiến hành thử máu hàng năm. Khi phát hiện chất này bắt đầu tăng, người nghi ngờ mắc bệnh sẽ được gửi đi làm các xét nghiệm sâu hơn, bao gồm siêu âm. Kết quả là tới 86% các trường hợp nghi ngờ sau đó được xác nhận là mắc ung thư buồng trứng. Cải bó xôi siêu thực phẩm chống ung thư buồng trứng. Một nghiên cứu cho thấy rằng nguy cơ ung thư buồng trứng ở những người ăn nhiều rau có chứa chất kaempferol như cải bó xôi giảm đến 40%. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng phát hiện có sự giảm bớt 30% nguy cơ của bệnh ung thư buồng trứng ở những người tiêu thụ chất luteolin cao nhất so với những người tiêu thụ chất này ở mức thấp nhất. Hàm lượng các chất này đặc biệt nhiều trong cải bó xôi, chả xanh, hành, cải xoăn, rau diếp, bông cải xanh. Ngoài tác dụng kể trên, cải bó xôi còn rất tốt cho mắt, bảo vệ tim mạch và có khả năng phòng ngừa ung thư tiền liệt tuyến.
Quý vị và các bạn thân mến, một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.